Hello các bạn nha. Thì hôm bữa giờ anh hai anh đang làm mình trời mến chân mến tay, mình rất mến nha các bạn. Tự nhiên một ngày hôm nay là tự nhiên mình kiếm anh không ở đây à. Thì nghe người ta nói anh bỏ đi làm mộc rồi các bạn, anh làm thợ gỗ. Thì hôm nay YouTube mà còn ai đâu, thiết phúc vô cậu bị ghê không à. Dân đau giờ thiếu người, giờ mình phải đi kiếm anh, giờ anh làm với mình chứ. Mình cũng buồn quá các bạn. Mà anh ta mà thiếu cô đủ nó cũng buồn lắm các bạn. Nghe nó anh đi làm thợ mộc này các bạn ạ. Đây, anh kia. Anh hai. Trăm anh như đường dây chanh. Trăm anh như đường dây chanh. Anh hai. Ngạo như dòng nước trôi. Ngạo như dòng nước trôi. Vậy thì em làm gì vậy đây anh hai? Đồ ta đã xuống đây tao làm thợ mộc mà cũng tha tao nè mày. Cái gì làm gì tất nhiên. Nhám nè. Cái má mẹ YouTube mang bài cuốn tao à. Làm ngày cái nhiều, làm ngày cái 200 ngàn để xuống làm mà chạy nhát ngày 2-28 xuống nè, cô mang người ta lo xuống nè. Nói cho anh mở người YouTube ngang vậy anh này. Bây giờ làm gì? Anh... làm YouTube thì bày cuốn là dữ quá mà. Anh cũng có đam mơ mà anh này. Đam mơ gì? Mà má mẹ mà đam mơ đưa ở đâu cho tao bày cứu rồi. Mẹ anh nói ra buồn vậy anh này. Bây giờ tao làm vậy, tao vừa làm gì hát cho sướng hả? Ngọt ngào như đường với chanh pha đường. Nào. Làm như đầu hát luôn. Vô ra đó làm không? Mấy anh hai giờ làm YouTube với tụi em anh hai. Làm cho mà cũng tam nữa hả? Lỡ lần nào mà anh hai bới em nhé anh hai. Anh hai giờ làm YouTube với tụi em anh hai. Mấy anh ta khổ quá quá ơi. Đi mà đánh nơi á. Để tao làm còn nuôi vợ nuôi con nữa. Còn không mình anh hai mà giờ anh hai bới em nữa. Mà anh ta ăn Giờ làm vậy vừa lốp mà khán giả chữ rồi lốp mà tụi bay cúng nữa là sao tao chịu nổi. Mà tụi thì bây giờ mẹ ta mà thiếu cô đồ sao làm được. Làm ngày 200 ngàn để tao làm ngày 28 cô bảo là anh uống ngày 2 buổi cà phê rồi là nước uống rồi thuốc lá rồi bà bán sướng nè. Mẹ ông ở làm ông giờ đâu mà tôi chơi ở đây luôn rồi. Không tôi chơi nữa này. Tao lấy mày quá để tao ra mình sao 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 anh làm ấy đớn đẹp bé đây đẹp mấy đây mày chơi nữa mà cô đuổi người mày đuổi gì tao luôn á má mẹ mày. Để giờ sao Đây, nói chuyện. Cô đang lấy phút con, nghe nói chuyện như ra chút. Giờ sao ông ấy chịu làm đúng không? Mẹ mày gì mà khổ tao dữ quá. Mẹ ông là bỏ tôi ai làm tôi đó. Tao xuống thổi mọc, tao xin cái chè nhám nào mà cũng tha tao là sao mày. Bây giờ chè nhám gì? Ở bây giờ tôi thì phải kiếm mày chơi vậy đi mà chơi. Mẹ mày làm YouTube là mẹ ăn nó bị vậy nên nó cứu luôn mà ai chịu nấu. Giờ tao biết làm gì, tao xuống cái chè nhám ngày 28 cô mang nước uống người ta lo ngày 2 buổi. Thấy không? Bây giờ biết theo làm người YouTube ngày như ngày 200 ngàn à? 200 mà. Dù ngày đêm lắm lũ mà tiền sao chẳng về, đời bao năm luôn thế chẳng đôi tay không có gì. Nghĩ suy cho đời mình, nghĩ suy cho gia đình, mà lòng bao lo lắng áp lực càng to lớn thêm. Mà ba qua một cái biển đòn luôn, ba qua khán giả còn chơi nữa. Nó đào tao khổ lắm cho tao muốn kiếm đồng nuôi chị hai mày, nuôi mấy nhỏ ăn học. Mẹ là sao vậy? Nhìn lại mình được chi sau tháng năm đâu tranh với đời. Có những lúc bê tắc chỉ muốn khóc trên vai mẹ. Mẹ giờ sao vậy? Mẹ để tao còn có kiếm mấy người tao nuôi gia đình nuôi con tao ăn học nữa. Theo mày cái nước người theo người cua đù theo cái gì? Đâu được mẹ gì đâu. Thôi bây giờ anh giúp em một lần nữa không? Một lần nữa thôi. Nữa mày ăn trộm nữa mày. Không ăn trộm. Bây giờ là anh em mình làm một cách là chân chính, làm một cái video ý nghĩa để khán giả ủng hộ thao được không anh này? Một cái clip cuối cùng thôi, được không? Một cái không ăn. Rồi một cái nữa thôi. Rồi anh này muốn làm rồi vậy em không cản nữa. Được rồi, anh này. Rồi một cái giờ làm gì đây? Rồi bây giờ Phúc một thiếu rồi đều nó thông minh với mình cho không được. Thôi giờ mình chạy xuống nhà bị ghẹ rồi tính tiếp với anh này. Xuống nhà bị ghẹ? Không quen, em thấy thật thiết anh ấy trời. Rồi cậu bị ghẹ mà bán trứng á. Nó cạnh tranh trứng đồ thay vui quá. Ngàn trứng thôi, ngàn trứng. Bên đường bên kia hàng rước bên đây ngàn à. Bên dưới. Bên dưới. Bán được rồi, bán được nha. Đây thì mày bán trứng đâu nha. Bán trứng gì? Ông ngồi bán nguyên nhân ngày cho ông bán. Ông xuống nguyên nhân bán nha. Ông Mỹ nè, tôi biết. Mẹ mình bán nguyên nhân làm. Mày cây. Má mẹ mấy ngày đi bán cá đầu xuống nhà nó chơi.
thì hên xui nếu ông đi bán thì mình đi theo mình chập, còn nếu mà ông ở nhà thì mình nghiên cứu mình cách nào mình trôi ổng, ví dụ xấu giấu xe ông xuống ruộng hay được không cái gì đó vui ạ. Chán lại ông không cho ông đi bán hả? Ừ. Đúng đầu nó giống mày mà cũng phá mày báo dữ vậy quá. Ông mày cái thùng trứng luôn cả ngàn trứng mà kêu mà cả ông cả đi bán là rồi ai ăn ngàn trứng đó ăn cho nó hết. Chứ giờ làm người gì cũng vậy, đội phải hy sinh chứ. Ông đi cái ông đi phụ hồ đó thì ông chưa hướng dốt thì ông có tiền ở đâu còn không đi phụ hồ đó. Mai là kêu đi chè nhám với tao. Chè nhám với ông đội đủ tiền ông nuôi bè đứa con ông không? Chứ tao ông làm cũng ngày 28. 28 mà chị hai ông nuôi ông với ông nuôi gì chị hai? Má mẹ mình chị hai nuôi, má tao làm luôn chị hai nuôi. Ngày nào bé ông bắt ông phải bê 10.000 đó mà ông nuôi bé nào? Điền dư không? Thôi bây giờ ông giúp tôi một lần cuối cùng nữa thôi rồi. Khi ông giúp xem rồi ông muốn nghỉ hay muốn làm người gì riêng anh rồi tùy. Bây giờ em hết rồi đâu. Dạ nha này. Dạ. Mẹ ok. Nguy quá. Hả? Chứ giờ làm cái gì mà mình kêu Văn Minh thử coi thử ra. Ê đụng mấy ông chưa đi, ông chưa đi. Là sao? Ông chưa đi. Là sai á? Mấy giờ tháo cái thùng trứng xuống chỗ mấy chị ông. Cái mẹ mày hết chuyện, hết ăn cắp gà gì kìa giờ mà biết tao giấu xe người ta. Lỡ nó bắt đường á, nó kêu tao ăn cắp xe, nó bắt tao lên đồn á. Đồ chứ clip cuối cùng của tao là clip lên phường á. Ừ chứ clip. Mấy cái mẹ mày em cho nữa còn mẹ nó gì vậy đây. Để tao làm mẹ nó đi. Ngày 28 được. Tha tao chứ quá. Không dù giết cái đồ mẹ ông nghe. Mẹ để nói. Để nó giúp cái clip cuối cùng là mày khép luôn. Tha đi, tha đi. Tha đi. Không không ra hết rồi. Chết. Cũng mềm cứ ra tao mà sẽ không thấy thằng nào rồi. Để tôi đang ngủ em. Chết cô đĩ mẹ. Rồi mày xong rồi. Vô đây. Mượn xe còn cái gì hả? Mua đồ giúp. Má mượn xe còn cái gà làm gì? Mượn xe làm gì? Em mà lấy giờ em nấp trong cửa em thấy quay phim. Bơ cái thùng trứng ông xuống chi? Mẹ lâu ngày. Đấy là bơ ấy là em nghe nói là nghe nói là giết xe đi giấu mà. Người còn lại phú. Đúng em lần thôi. Em giúp anh ơi. Em kêu chết tụi má. Đúng là lần cuối anh nhưng cho anh lần cuối. Mà chuẩn bị ông đi bán trứng mà giấu xe di tội vậy. Thì nó phải anh cho đồ mẹ cuộc sống anh làm ai cũng có cơ nghiệp. Làm người đã biết đâu. Có cơ nghiệp đó ta. Ví dụ như cái mẹ anh đang chạy nhám trong kia kìa. Bây giờ em nói anh nè, ví dụ như anh đang chạy xe cấp cứu. Không, ví dụ như một người đang chạy xe cấp cứu, vợ anh á bị mang bầu, chuẩn bị leo xe cấp cứu đi, đem xe cấp cứu, đem đi giấu, anh tức không? Tao điện taxi. Anh tức không? Tao điện taxi. Cái gì tao đem kịp. Mèo. Anh tức không? Bây giờ ông đi bán trứng rồi. Anh chỉ cần đi giấu, lấy những bán. Chẳng lẽ bây giờ ông lấy xe đạp cũng cùng trứng đi bán nè, anh sống ác gì thế này. Động chống phải đưa đức lại cho con cháu. Làm người đã biết đâu. Bốn đứa con rồi, chứ không phải là ít nhờ này, anh hiểu không? Nói em giấy phút. Em nói anh có tiếp thu được không này? Hơn lên quần đây rồi. Em nói anh con người nào không có vậy mà sao em nói anh không nghe. Mẹ mày mà chở anh vậy phút đồn mẹ. Giờ xe ông giết sao? Anh thấy không mày mới giao mày á. Ông mày giao anh hả? Sống giấy sống sao được anh. Mày giao thằng mạng đang này anh đang làm. Anh đang chè nhát đi ngồi ta kia. Ngày 280.000. Nó chỉ giúp đeo một clip bây giờ rút cuộc lỗ mẹ. Phút là phát hiện là sao đây. Mẹ ai biết đâu giờ đó phát hiện ra ai bố không. Em nói anh bữa sau mà anh đi xe ra ngoài đường mà anh bằng công chuyện gì người ta giấu xe anh. Thôi lỡ là bóng chinh lậu. Bây giờ tóm lại là giấu xe ông luôn. Chinh lậu chinh lậu. Đúng không? Xin lỗi bố. Tóm lại là giấu chị ông đúng không? Tôi xin lỗi, đúng không? Không. Tôi chị ông lại bằng chứng vô. Cái gì vậy giấu chị được em? Ê đụng mấy mày nhảy rầu nãy giờ mày nói mày. Ừ. Má mẹ mày nói gì đúng đâu hả? Thường vô giấu gì không nói vậy giấu mẹ đi ru trời ơi chung vui. Đúng cái gì chứ. Bây giờ anh quất như cậu Bảy đi. Anh quất như thầy vô dàn cảnh đụng á chọc chọc cho ông chửi kêu xiên phút có giấu đầu đụng mày. Đơ em chạy nè em giấu gì à? Đụng với cái ông tâm ơn này. Đúng rồi. Ông mày vô clip đó là sau đây. Sau cái đó bùi á. Cảm ơn ông nha. Sao ý tưởng. Đưa lên ý tưởng thông minh này nãy sao ông nói. Mày hiểu rồi tao đi á. Mấy tự nhiên có một phút vui phải không? Tự nhiên có một phút vui phải không? Lúc còn hai này mình cho hay nó cho. Mẹ
nói cho thì ơi như nó nghĩ ý tưởng cho anh em mà cũng được chứ ở đâu, đúng không? Đúng rồi. Có một phút nó sâu hơn nữa. Nó giấu gì giờ anh chứ cái xe đạp để vô cột lại cái thùng trứng nhỏ cũng phải nhanh lên. Mời đẹp, mời đẹp. Mấy nói đâu á anh cùng cứ trong xe đạp rồi cùng rồi em để cho nó đạp xe đạp đi bán mèo buồn phúc đi đâu lâu vậy không lo gì không thì nó đẩy xe xuống ruộng rồi mấy công anh em mình nó hết xăng là nó dứt bộ sao mẹ nó giấu đâu xe chứ cái thằng đẩy dưới ruộng đây là được rồi mà anh nghĩ là nó hết xăng hay là lúng lốp nó đi đâu mà lúng lốp thì sao tôi đây mà ủa cho nãy giờ đâu không nãy giờ đâu nha ủa đi giấu xe ở đâu phải ngủ vậy không nhưng mà anh biết sao không sao tụi má em đi giấu xe mà em ai rớt tiền hả rớt tiền gì này nó có tiền đâu nhiều mày ai rớt biết hử chứ có bì thư vậy cái bì thư đi hồi đi điếu anh hồi nãy em gặp ông xóm cậu bảy ông kêu là chút nữa gặp cậu bảy gà đưa giùm ông chút nữa đưa giùm ông bì thư của ông công việc ông mà hồi nãy rất là cho người 200 đi đúng quá 200 ủa sao tự nhiên cho người 200 là sao rớt cho anh nó tiếng này đủ mày tiền em làm được mà làm chi anh điều ở cho anh ấy ví dụ nha em làm được đây là một lưới này em làm điều em làm được một mình em cho anh em đem cho anh hai em đem ấy anh đâu ngu vậy mày ai rớt đụng mày ai rớt không biết ai rớt á ai rớt á có cục cây su nữa chứ cái bị đen nữa mà em chục đầu má bây giờ em rớt á em thấy anh như thế này cho người 2 triệu còn em còn được nhiều mốt này anh này mẹ ai tin đụng mẹ đi không làm đúng không không làm ai đưa nhưng mà chút nữa anh nhớ rồi bảy đưa bị thư cho ông nha đưa bị thư vậy bị thư ông hàng xóm ông đưa ông kêu là cái bị thư gì đó lên hộp gì trên phường trên thôn xã gì á không biết nhưng mà cái chỗ đây im nha đừng có nói cậu bé Dương Thiết nha cậu mày nó phong bì nó kêu sao cho anh chứ thay mà không cho nó nha cùng bé tiền đâu ngon vậy không cái đồ bây giờ xó ra cho người ta thấy người ta đồ mày kêu em làm được người ta đòi lại mất tiền đúng không nói vậy thôi ông quay cho giùm tụi em giờ quay luôn nè em giấu đồ giấu kỹ lắm đưa đường bây giờ nó kêu nghỉ mà được ra clip mới được hai em đâu đừng nói nha cái đường mày chạy ông thấy chưa tự nhiên đi theo là ngồi chơi tụi tôi ông được 200 còn hơn kẻ giải nhánh nhờ em xuống dưới ý là nhờ em cho làm gì có tiền được đi vô đây nhớ đưa bị thư cho cậu ấy nha chấp mẹ tôi còn 100 nữa 700 má đời da nhớ đưa bị thư cho cậu ấy nha ông thấy chưa vậy là hôm nay là ông làm còn hơn giải nhánh chè gỗ sáng đầu má được ngày công mà được hai em đi vô được ngày công đầu vô cậu vô đi chết cô đĩ mẹ mấy tao đâu mấy quần đừng giỡn tao đập từng thằng hết á nha tụi em đạp xe đạp luôn nhau bán nha dắt xe tụi ra đừng nói nhiều quá coi thử đạp coi thử đi xe ra hết chuyện gì mấy giỡn hết chứ đây hồi nãy giờ ai nằm với cậu sao mấy người buôn bán rồi giỡn hồi nãy giờ ai nằm với cậu hồi nãy giờ ai nằm với cậu nằm liên quan gì tiếc cơ mày nằm với cậu nó chết rồi chị thùng đứng nhà bảo anh xe đạp đi nó đem nó nhẹ nó đủ hết sao mấy nó riêng chữ không vậy thằng nào riêng thiếp nha tụi mày mày cả mày mày giỡn mày hôm nay mà còn đi làm clip giấu xe không mẹ không mày còn nào con đi làm clip chạy cậu anh mới vô mày mấy cái này mới vô nè mấy cái này mà làm nghe làm khán giả làm cái mày rồi không biết đâu thì phú mày á
giỡn. Bữa nay mà con đi làm clip giáo viên cậu ra cậu. Bữa nay mà ai đi làm giáo viên ngã cái thùng chức làm má mày sao không biết làm mà muốn luôn các bạn. Trẻ xí lào. Bây giờ đi sao nói một lần nữa trẻ xí lào. Thầy biết rồi đấy. Thầy làm mày cái dấu không? Không, mấy là chọn con mấy mà chơi không mà. Đi xe mà bỏ chị đậu mày. Mày có cháu không? Không, mày có cháu không liên tôi mày. Chú má mẹ cái con gì mà đưa xe cho mày đi bác anh. Ờ, đúng rồi, đó cần. Bây giờ sao cháu kêu em rồi, đi làm mày em. Em mà bưng cái thùng chút này đi bác. Thay giá tầm thôi. Mày quen mày cầu ổng, đúng không? Không quen lên lên, lên lên xin cậu lên đi vậy. Lên lên nhạc em ấy. Đồ mày que là cái gì không que? Đồ mày tao trắng anh que mấy quẹ đầu. Người lớn nha, anh cho nó biết rồi nha. Anh đi ra ngoài quán này đâu, kêu anh xuống là trời mà anh biết gì đâu. Anh không có rồi, bây giờ tối nay anh thằng nào? Cháu không bảo không sao. Mày nghĩ tao mà đi, mày làm clip con hứa con thờ con mà tiêm chia cậu đi giấu cùng chịu cùng chịu. Giờ đây tao giấu con mày quay giấu chị cậu, con làm không sao. Giờ mình quay đâu con bưng thằng nào mà giấu xe cậu bị anh. Anh đâu, anh đâu, anh đâu, anh đâu, anh đâu, anh giấu xe tôi đúng không? Mày giấu xe tôi đi. Mày vợ chồng có cái ngờ buôn bán trứng kiếm tiền bây giờ muốn. Dạ, hôm nay mày không muốn cậu đi ba lần tới đó. Bên này đứng với mày muốn kiếm nhiều đứa nữa. Người ta bên này chứ nhẽ này. Tao đâu? Tao em thằng này. Bao nhiêu mà bị? Giống gì làm nước nữa chả. Cho ai lấy gì ăn lấy gì uống. Rồi tiền bạc đâu? Nghỉ bữa đi. Bao tiền số nhà? Đừng có nữa. Tiền nào thì đứng đây mà làm này. Này mấy gì hết đây anh trời. Làm hư không. Vậy chứ giờ xe bán trứng tôi chuẩn bị bán trứng mấy thằng đó. Ai biết sao. Đừng có làm cái chỗ này chỗ đồng đen rồi. À nói một lần nữa nha. Đừng cầm tay nha. Mày em chơi vậy mày. Thứ mày đi. Mày bị lớn nào mà em chơi mày. Giờ anh hỏi là em có giấu không? Không. Không muốn mấy tiền. Mày giấu. Tụi bay bay đứa ra anh nè. Mấy mày tao nấu cao trứng á. Còn ông lậu. Đi sạp bè tàu giống mày. Bè bữa nay em hẹn ngồi trời sao? Mình em hẹn ngồi trời. Dạ nói một lần với anh hai à. Anh mới là tôi nghi anh là người đầu tiên luôn á. Đúng rồi mày. Bởi vì á hồi giờ anh em ở đây á, có bao giờ đọc comment khán giả đâu. Có mình anh là máu vô anh áp kheo. Thằng nào nó báo con này, nó giấu nó báo con này. Không, đừng nào. Alo. Alo, đang nghe cậu Mỹ này, giấu xe phải không? Chị nào không? Rồi giấu xe. Mày giấu xe cậu Mỹ không? Ủa? Đồ mày hèn chịu nhiều thằng mày thằng nào giấu á thằng nào mày cho tao địa chỉ mày tới nào luôn này cho tao địa chỉ cái nào 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 mày giấu gì mày cho giấu giấu gì mày đi về tao cho mày yên sao ấy nói ra đi về cho tao 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 anh đồ cho mày muốn cái ngàn của mày liên quan gì mày nhậu tớ mẹ ngon nậu ngày sao muốn cái ngàn của mẹ không rồi bây giờ nó tới là gì nghĩa đồ biết sao đem nghĩa xuống này vậy nghĩa ấy à đồ nghĩa tao biết cho mày xuống này nghĩa sao biết ngàn rồi mày vừa xuống đây tao hài hết cho mày đó giờ nói tới là anh trai đó không trai anh thôi hả anh ơi con là mày anh nói lại ai mày anh đang làm thử anh mày ai giờ em hỏi anh ai ai mày chàng đúng không anh chàng anh đang chà nhám lên đi nhám rồi nha anh đang nhám mày sao em mày chà nhám gì tự nhiên anh ái gì anh đang chà nhám gỗ làm gỗ ngày 28 ông thằng quốc cái đầu mày quốc mày chửi tôi mày quen tàn được đàng quá ông đang đang cùng với nhau chi cậu nhớ tôi nữa đâu nhớ tôi nữa đâu cứ xin đi cứ xin tao luôn quá Đây, bố có dấu nữa bảo, đồ kia cho tao mà. Chà, biết chữ không?
cái đụng mày giá trăm đô mà. Mấy đồng cái giá trăm đô. Trăm đô là sao? 2 triệu. Giá trăm đô nha. 2 triệu. Cái đụng mấy nào chém. Bốn đụng tôi đưa mày đi giấu rồi sao mày đi cầm đồ vậy bốn? Mấy giải đồ cầm chết rồi. Ai đưa? Cái đồ mày chết rồi. Cái đồ chặt luôn đi. Đâu 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 cậu ấy. Mày xin vô cậu ấy. Cậu cậu. Ăn đâu ra? À, ông quay phim ông đặt cái quay nãy giờ nè, giờ ông quay nè. Còn người ơi. Còn người đúng không? Ông cầm đồ 1 triệu rưỡi vậy. Ờ 2 triệu chứ 2 triệu. Mày lấy cái gì? Là nhiêu tiền? Bây giờ mày lên lấy xe lại giờ tao đi buôn bán trong vòng. Vâng, mày đứa mày chơi giấu chi mày chơi cầm đồ hả? Giờ 2 giờ rồi. Em mới biết đâu. 15 đồng. Bây giờ 20 giờ 15 đồng buôn bán thở giờ sao mày? 2 rưỡi mẹ không? Ừ. Giờ 2 rưỡi rồi giờ sao? Buôn bán thở giờ rồi sao? Không, anh mất rồi. Cầm quần mày là ai? Cứ 2 lượng. 2 lượng. Hai lượng nữa thì tôi đứng nào. Mày giấu xe ở ngoài chơi giờ tại em nào giấu xe? Thằng Phúc này giấu xe mà lộn mẹ. Mày không có. Vừa phải tao nhân mập nha. Mày trả bài đây mày cho tao trả bài. Cho 200 gì? 200 vô. Đây, tôi tự nhiên ông đưa. Bây giờ nói tóm lại là bây giờ á là đây tiền đâu nhiều quá. Không biết, ông tiền ông đi kiếm gì ở đâu? Tao tiền cho mấy đâu? Hả? Đụng mày gì vậy? Nhiều. Biết nó cầm tiền ở dưới mày đâu? Cầm tiền gì nhưng tiền. Mà mày làm gì là tao không biết cái giấy gì cơ. Cái giấy cầm đồ là mày phải lên mày lấy giấy cầm đồ đúng cái rồi. Giấy quà đó. Cầm đồ cái giấy ai ký đồ mày chứ tiền. Giấy ai? Mày ký tên quốc đây giờ muốn gì nữa. Đúng không? Mày cầm cái cầm. Trời. Ký tên quốc đây. Giờ mày muốn gì? Thầy Phúc đã chờ con biết rồi. Không có biết ai chờ trong đây giấy tiếng mực đen rõ ràng. Bây giờ mày là phải chịu trách nhiệm. Không, hồi nãy là anh này anh đi làm gỗ con rủ anh xuống giấu chi cậu à. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Cậu bây giờ cái đó cậu. Mày giấu xe tao mày cầm đi cầm luôn. Thầy Phúc phát hiện, thầy Phúc phát hiện cái giấy đây. Trôn là giấu thâu. Sao lại đi cầm mày? Thầy Phúc đã cầm. Cầm ngu ngu. Thầy Phúc đã cầm. Quýnh cãi là quýnh lên cậu. Ai học được chưa quýnh anh này. Anh hiếu anh hai khép đi. Cậu lên chùa xe lại cho nó muốn giờ rồi cậu. Lên chùa cái xe. Bây giờ này, bây giờ con thấy này. Cậu lấy cái xe con hai của bán rồi. Chừng nào ông cù cái xe rồi. Rồi mày đây làm gỗ rồi đi. Đây là muộn đó. Không giờ tao lấy xe anh hai tao đi bán cứng trước. Đúng rồi cho nó muộn. Không cái xe đây ngon này này. Ông có mấy đâu đâu xe dưới xe cậu luôn. Đâu ông chuột. Ủa mày cái xe đấy ngon. Đây thì chờ đấy ngon chứ. Đậu ai giấu xe hồi nãy tôi đeo cái đoạn đeo là ai đi giấu xe có anh hai không à, có. Thấy chưa đủ mày để còn muốn nữa đúng cậu chính cái xe này dỗm hơn xe tàu nữa ngon hơn xe cậu chứ sao trong đứng không được đây xe đi bây giờ tôi biết đâu bây giờ bây giờ tao hỏi mày tháo mày đeo mày có đi lấy giấy tờ tao không tôi biết anh này lấy không tụi mày có biết nó là mà nó đổ lại vậy u này sao u này lần này đổ ra đổ lại vậy biết gì đâu mà lấy giờ nào đổ lấy để sao sao đổ này đúng là sao đổ này u này u này cãi cãi hết vậy này ừ anh chưa muốn ăn lần nào á sao cái mặt anh trơ điện như vậy ừ bây giờ nó tóm lại là ai trả gì lại tao bốn ra bốn ra thằng khúc nào làm thằng khúc nào làm sao ôi đâu cái này mẹ là ấy hả Phúc vô lên Phúc làm rồi cậu đi. Phúc làm mẹ rồi. Em nó đang biết quay nè. Để cho mẹ nó. Nó còn chiếc vô đầu đi kém đầu cậu ơi. Để thao mẹ tao giục với máy quay luôn. Ha 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 ha